ăn đi. Tôi xin. Cái cô cũng ăn đi chứ. Con ăn rồi, con mua cho bà mà. Tôi mời cô. Bà bỏ cái đôi dép này ra. Há cả miệng ra rồi. Không, giày này vẫn đi được mà cô. Thôi bỏ ra. Đi đôi mới này bà. Xem nào. Xời, quá đẹp. Có quả con dâu à, biết quan tâm cái này hết ý nhá. Con Luyến nó còn nghĩ đến bà nhiều lắm. Mồm nó cứ tăng hoác thế thôi. Thôi nhưng mà thật, sống tình cảm lắm bạn. Tôi biết chứ. Nó là đứa sống có tình có nghĩa. Thế nên tôi càng thấy xấu hổ. Giá như về quê ở hẳn được thì tôi đã về chụp khuất mắt nó, cho nó khỏi phải nghĩ ngợi. Biết rõ được hoàn cảnh của nó thì cháu thấy so với nó cháu còn xứng chán mà. Trên đời này còn có ai khổ những cái Luyến nữa đâu. Hôm nay cô đến bất ngờ quá, thành ra tôi chả có cái gì để chuẩn bị cho nó cả. Thôi, bà không phải chuẩn bị gì đâu, mà chắc gì đó đấy. Dạo này có phải nó buồn chán lắm hả cô? Ai trải qua từng đứa chuyện mà chả buồn hả bà? Đang chán thì chớ, cái thằng em giờ đánh lại tìm đến phá. May mà con Luyến nó cứng đấy bà. Nó mà không cứng à thì không biết thằng kia nó hành cho đến khi nào nữa. Thế nghe nói nó định uống thuốc chuột hả cô? Không, nó dọa thằng kia đấy. Chứ con Luyến nào nó còn tham sống sợ chết lắm. Bà không phải lo. Tính nó như thế thì chẳng biết thế nào đâu cô ạ. À, con dặn bà nhá. Nếu như cái thằng khốn nạn này kìa, thằng em rời đánh của nó ấy, mà nó đến đây, nó vòi tiền bà, nó bắt nạt bà, thì bà phải cứng vào cho con nhá. Thằng đấy là phải cứng, không cứng không được. Nó đến tìm bà chưa? Bà gặp nó rồi à? Không. Mà bà già này có cái gì để nó dọa mới nạt hả cô? Cô cứ bảo với cái Luyến là đừng có lo cho tôi nhá. Vâng, mà bà nhớ lời cháu dặn đấy. Thôi, cháu đi về đây, tranh thủ đi ngủ. Đêm nay cháu còn phải ra chợ nữa. Thế nếu cô về nó có hỏi thì bảo là tôi không sao, tôi khỏe cô nhá. Cháu nhớ rồi. Đấy, thấy hai chị em thân thiết với nhau như thế này, tôi mừng quá. Chứ không như ngày trước ấy, hơi tí lại đánh nhau, thấm tím mặt mày ra. Tôi hãi hãi là cô ạ. U muội mà bà. Thôi, cháu về đây. Thế chị em này bảo nhau làm ăn nhá. Vâng. Ô cô ơi,